Xin chào quý vị và các bạn đang đến với VN News. Bản tin được phát sóng vào thứ tư hàng tuần trên kênh truyền thông tương tác Spirit Channel. Trong VN News tuần này, xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin nổi bật sẽ có ngay sau đây. Vietnam Airlines top 10 hãng hàng không quốc tế tốt nhất năm 2023 do Bond đánh giá. Hãng hàng không đầu tiên đạt chứng nhận bảo mật quốc tế cấp độ 2. Tổng giám đốc Lê Hồng Hà làm việc với chủ tịch Eurocharm. Vietnam Airlines đồng hành cùng hội chợ ITE SCMC năm 2023. Côn Đảo, Thu Sang, đường bay rộn ràng. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, Vietnam Airlines đã chính thức lọt vào top 10 hãng hàng không quốc tế tốt nhất năm 2023 theo bảng xếp hạng do Bonds, một công ty dịch vụ lưu trú hành lý có trụ sở tại Mỹ và hoạt động ở hơn 1.000 thành phố trên thế giới thực hiện. Đây là một kết quả tích cực, chứng tỏ sự nỗ lực và cam kết không ngừng nghỉ của Vietnam Airlines trong việc nâng cao sản phẩm, chất lượng dịch vụ của hãng, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Bảng xếp hạng trên được lựa chọn sau khi đánh giá 52 hãng hàng không quốc tế dựa trên các tiêu chí như hệ thống giải trí trên máy bay, chất lượng bữa ăn, độ thoải mái của ghế, dịch vụ của nhân viên, tỷ lệ đúng giờ, tỷ lệ hủy chuyến, giới hạn khối lượng hành lý ký gửi, mạng đường bay và nhiều yếu tố khác để đánh giá các hãng hàng không. Dựa trên những tiêu chí này, Vietnam Airlines xếp hạng thứ 10 đồng hạng với Emirates. Một số điểm nổi bật trong đánh giá của trang web Bond về Vietnam Airlines bao gồm: tỷ lệ hủy chuyến thấp nhất với tỷ lệ hủy chuyến chỉ khoảng 0,02%. Vietnam Airlines đứng đầu trong số 52 hãng hàng không tham gia xếp hạng. Trải nghiệm suất ăn trên chuyến bay, độ thoải mái của ghế ngồi, dịch vụ của nhân viên được Vietnam Airlines tiếp tục cải thiện, mang đến cho hành khách những trải nghiệm tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, website của Vietnam Airlines với tên miền là www.vietnamairlines.com và ứng dụng di động Vietnam Airlines đã chính thức nhận chứng nhận bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ 2, cấp độ dành cho tổ chức có từ 1 đến 6 triệu giao dịch thẻ tín dụng hàng năm. Chứng nhận đảm bảo thông tin của khách hàng giao dịch thẻ tín dụng trên các kênh thương mại điện tử của Vietnam Airlines được bảo vệ một cách an toàn, tránh rủi ro, lừa đảo và vi phạm bảo mật. Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đạt chứng nhận bảo mật cao cấp này. Payment Card Industry Data Security Standard, viết tắt là PCI DSS, là tiêu chuẩn bảo mật quốc tế được phát triển bởi Liên minh thẻ thanh toán. PCI Security Standard Council là một tổ chức phi lợi nhuận do các tổ chức trong ngành thẻ thanh toán như Visa, Mastercard, American Express, Discover và JCB thành lập. Mục tiêu chính của PCI DSS là đảm bảo các tổ chức đang thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của hành khách trong quá trình giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trực tuyến. Để đạt tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ 2, Vietnam Airlines phải đáp ứng 12 nhóm yêu cầu chính khắt khe dành cho toàn bộ hệ thống hạ tầng tham gia với hơn 100 yêu cầu chi tiết. Đó là các yêu cầu về chính sách an ninh thông tin, quy trình xử lý dữ liệu, hạ tầng mạng truyền thông, đảm bảo bảo mật ứng dụng và mã nguồn nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu thẻ trong suốt quá trình xử lý và lưu trữ tại các đơn vị có chức năng thanh toán trực tuyến. Qua đó, các đơn vị hạn chế được các lỗ hổng bảo mật và rủi ro bị đánh cắp thông tin, đồng thời tăng cường bảo vệ dữ liệu lưu trên thẻ và giao dịch thanh toán thẻ. PCI DSS có 4 cấp độ dựa trên quy mô tổng số lượng giao dịch thanh toán mà một tổ chức xử lý hàng năm. Cấp độ 1, hơn 6 triệu giao dịch hàng năm, thường áp dụng cho các ngân hàng. Cấp độ 2, từ 1 đến 6 triệu giao dịch hàng năm. Cấp độ 3, từ 20.000 đến 1 triệu giao dịch hàng năm. Cấp độ 4, dưới 20.000 giao dịch hàng năm. Tiếp theo sẽ là những thông tin về hoạt động của lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Ngày 24 tháng 8, Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà đã có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, do Chủ tịch Gaber Flut dẫn đầu. Tại buổi đón tiếp, Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà đã cung cấp thông tin chi tiết về tình hình của ngành hàng không, đặc biệt là tình hình của hàng không nội địa và quốc tế. Tổng Giám đốc cho biết, tình hình hàng không trong nước đã bắt đầu hồi phục sau giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong tình hình toàn cầu còn đang phức tạp, hãng hàng không quốc tế vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, mâu thuẫn địa chính trị và tăng giá nhiên liệu đầu vào.
ông Gabor Flood, chủ tịch Eurocharm, đã thể hiện mong muốn tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam. Đồng thời, đại diện của Eurocharm cũng đã đưa ra ý kiến về việc mở rộng các đường bay thẳng giữa Việt Nam và châu Âu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và du lịch giữa hai khu vực. Các đánh giá chi tiết về đường bay của Vietnam Airlines cũng được trình bày. Cả hai bên đã đồng thuận trong việc hỗ trợ lẫn nhau trong công tác thương mại và đầu tư. Eurocharm và Vietnam Airlines đều thể hiện mong muốn hợp tác đa dạng trong nhiều lĩnh vực, từ thúc đẩy thương mại đến khuyến khích đầu tư kinh doanh vào Việt Nam. ITE SCMC là sự kiện thương mại du lịch quốc tế thường niên lớn và uy tín hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 400 doanh nghiệp tham dự và 250 người mua cao cấp từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2023, Vietnam Airlines rất vui mừng tiếp tục chung tay cùng ban tổ chức ITE SCMC và các đối tác, bạn hàng để mang đến những ưu đãi hàng không, du lịch hấp dẫn cho khách tham quan, hỗ trợ kích cầu du lịch, thương mại nội địa và quốc tế. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 năm 2023, Vietnam Airlines sẽ tham gia hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, ITE SCMC 2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn SECC. Đến với hội chợ ITE SCMC 2023, Vietnam Airlines giới thiệu một loạt ưu đãi bay nội địa và quốc tế dành cho khách ghé thăm gian hàng. Hãng giảm 20% mức giá vé cho máy bay nội địa bay từ Thành phố Hồ Chí Minh trên hạng phổ thông linh hoạt, phổ thông tiêu chuẩn và phổ thông tiết kiệm, có thời gian khởi hành từ 18 tháng 9 đến 28 tháng 12 năm 2023. Vietnam Airlines cũng giảm giá 20% cho các hạng đặt chỗ nêu trên khi mua vé máy bay hành trình quốc tế từ Thành phố Hồ Chí Minh và Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thời gian khởi hành từ mùng 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 28 tháng 2 năm 2024. Bên cạnh đó, khách tham quan có thể mua thẻ quà tặng gift card của Vietnam Airlines với mức giá ưu đãi giảm 15% ngoại trừ thẻ nâng hạng. Khách đến hội chợ còn có cơ hội trúng thưởng những phần quà hấp dẫn và độc đáo khi tham gia chương trình bốc thăm may mắn và mini game của Vietnam Airlines. Côn Đảo là điểm du lịch không chỉ hấp dẫn với những bãi biển đẹp, khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ mà còn nổi tiếng với những di tích lịch sử linh thiêng gắn liền với lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc. Với mong muốn đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất trên đường bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo, giữa Cần Thơ và Côn Đảo. Với mong muốn đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo, giữa Cần Thơ và Côn Đảo. Theo đó, Vietnam Airlines khai thác nhiều tần suất với khoảng 20 đến 22 chuyến hai chiều trên một ngày giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo, giữa Cần Thơ và Côn Đảo. Giờ bay đến và đi Côn Đảo trải dài các khung giờ trong ngày phù hợp cho các nhu cầu đa dạng của hành khách, nối chuyến thuận tiện từ các điểm nội địa khác. Bên cạnh giờ bay trải dài thuận tiện, hành khách và hành lý cũng được làm thủ tục check-in thẳng từ điểm xuất phát đến Côn Đảo, không cần phải làm lại thủ tục ở điểm nối chuyến. Korean Air đang biến đồng phục cũ thành hộp sơ cứu tái chế. Thai Airways bán 6 chiếc Airbus A380 trong tình trạng nguyên trạng. Hay Japan Airlines ra mắt hạng thương gia Airbus A350 vào tháng 10 là những tin tức nổi bật của chuyên mục Hàng không Thế giới. Korean Air gần đây đã tạo và tặng 500 túi sơ cứu cho Trung tâm Phúc lợi Người Cao Tuổi Gangseo Seoul và Trường Đại học Yongju. Các túi sơ cứu được hãng đã tái chế từ đồng phục phi công và tiếp viên không còn sử dụng nữa. Bộ dụng cụ sơ cứu bao gồm các loại thuốc thiết yếu được tài trợ bởi sự đóng góp của nhân viên hãng hàng không. Thai Airways đã bắt đầu quá trình bán 6 chiếc Airbus A380 của mình trong tình trạng nguyên trạng. Tất cả 6 chiếc đều được cất giữ trong thời gian bắt đầu xảy ra đại dịch từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020. Các nhà đầu tư quan tâm đến việc mua bất kỳ máy bay nào đều có thể đưa ra đề xuất của mình cũng như khoản đặt cọc 50.000 USD. Trong một thông báo về lịch bay mùa đông, hãng hàng không Japan Airlines tiết lộ rằng một sản phẩm hạng thương gia mới sắp ra mắt cho các máy bay thân rộng mới của Airbus A350-1000. Sản phẩm mới này sẽ được ra mắt vào ngày 2 tháng 10. Embraer E195-E2 đã nhận được chứng chỉ khai thác từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc CAAC. Điều này diễn ra trong vòng một năm kể từ khi CAAC nhận được chứng chỉ E190-E2 vào tháng 11 năm ngoái trong triển lãm hàng không Chu Hải.
Embraer hy vọng sẽ thâm nhập sâu hơn vào thị trường hàng không Trung Quốc và chứng nhận mới nhất là một bước đi theo đúng hướng đó. Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA cho biết họ sẽ cấp hơn 121 triệu USD cho một số sân bay của Mỹ nhằm cải thiện sự an toàn. FAA cho biết trong một thông báo vào ngày 23 tháng 8 năm 2023 rằng khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để cấu hình lại các đường lăn có thể gây nhầm lẫn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng mới và mang lại sự linh hoạt hơn trên sân bay. Thông tin về Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ cấp hơn 121 triệu USD cho một số sân bay của Mỹ nhằm cải thiện sự an toàn đã khép lại VNA News tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!